Zombie Apocalypse. Mến chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nha, nơi mà các bạn có thể cập nhật được những mô hình và cây trồng tại miền Tây nha các bạn. Và chủ đề ngày hôm nay mình muốn quay cho các bạn xem đó là cây ổ hoa tây nha các bạn ha. Ở đây thì mình quay cây ổ hoa tây thường nha các bạn. Bây giờ mình sẽ vô vườn mình quay cho các bạn xem cây ổ hoa tây mướp trắng nha. Rồi thì đây là cái vườn ổ hoa tây mướp trắng nha các bạn. Để mình quay sơ một vòng cho các bạn xem, rồi mình sẽ chia sẻ cái kinh nghiệm mà trồng cây ổ hoa tây mướp trắng này ha. Thì cây ổ hoa tây mướp trắng này á thì mình dùng để xào với thịt bò các bạn, ăn rất là ngon các bạn ha. Mình ăn riết mình ngán luôn các bạn. Thì hôm nay mình đi vô cái nhà vườn của chú mình các bạn, thì mình xin chú mình để mình quay cái vườn này cho các bạn xem á, sẵn mình chia sẻ một số kinh nghiệm của mình cho các bạn biết luôn ha. Thì cây ổ hoa tây này á thì trồng á, cái cách thức trồng á là nó trồng bằng hộp nha các bạn, và mình phải ủ hạt trước khi mình trồng. Để mình lấy một cái trái cho bạn xem á, nó nhìn y chang là con rắn luôn, và nó có sọc nữa các bạn, sọc trắng với sọc xanh. Đây là loại là mướp ổ hoa tây mướp trắng. Thì trồng á là các bạn là ủ, là các bạn là lấy, chúng ta chuẩn bị hộp ha, và chúng ta là lấy với mình là 3 cây nước lạnh và 2 cây nước nóng á, chúng ta trộn đều với nhau và bỏ hạt vô, chúng ta ngâm khoảng 4 đến 5 tiếng gì đó các bạn. Sau đó là bạn đem ra cái khăn á, các bạn ủ khoảng 6 tiếng hồ nữa thì cho nó nước mép các bạn, sau đó là chúng ta mới đi trồng ha. Và đặc biệt là chúng ta là trồng cái hộp nó nằm ngang nha các bạn. Đây là trái mướp giống các bạn, trái ổ hoa tây mướp mình quen gọi nó gọi là cây mướp trắng các bạn. Rồi cái tên gọi nó là ổ hoa tây. Thì ở trong cái video này thì mình cũng có để giống lại để mình chia sẻ cho các bạn, thì bạn nào cần thì cứ liên hệ mình ha. Thì cái video này xuất bản ra thì khoảng là một tuần sau là mình mới có hạt giống nha các bạn ha. Tại vì mình để thì nó cũng chưa có chín lung nữa, nó phải chín lung thì nó mới có hột. Thì một trái như vậy thì nó chỉ có khoảng là 10 hột thôi các bạn. Sợ không tới nữa thì mình phải chọn kỹ á. Thì bạn nào cần thì cứ liên hệ mình, giá thì mình để giá ưu đãi cho các bạn ha. Đây là trái ổ hoa rừng này các bạn, mình trồng chung luôn các bạn. Thì cái vườn này là vườn của ông chú mình các bạn. Thì mình đi quay sẵn, mình dạng như chia sẻ hộp cho anh em nào muốn trồng á. Các bạn, cái hộp này ở trên Lazada nó cũng có bán được các bạn. Nhưng mà có nhiều bạn là mua về là nó bị mốc các bạn, các bạn không có trồng được, với lại bạn thiếu kinh nghiệm á. Đây là vườn rất là đã các bạn ha. Thì trồng cái loại này thì các bạn là cần phải làm vàng nha các bạn ha. Ở trên đó là lưới các bạn, nếu bạn không làm lưới thì các bạn có thể làm cây sắt. Đây là mình làm bằng cái chú mình làm bằng cây sắt nha các bạn ha, và trồng trước cửa nhà luôn, nhìn rất là đẹp các bạn. Thứ nhất là để là làm dạng như phong cảnh các bạn, thứ hai nó là che mát các bạn ha. Đó, mình quay sơ cho các bạn xem nè. Thì một cây như vậy nó trái rất là nhiều các bạn, mình ăn không có kịp đâu. Dạng như bạn nào muốn trồng để kiểng thì trồng chơi cũng được, hoặc trồng theo kiểu mà rau sạch á thì mình có thể mình dùng. Ở đây là mình hái mình ăn quẩy mình đuối luôn các bạn. Đây là những cái trái mướp nha các bạn ha, cái mướp da trắng nè, gọi là ổ hoa tây á. Đó, nhìn rất là đã các bạn, để mình đụng như cho bạn xem nè, nó cong. Đó, mình quay sơ cho bạn xem ha. Đó. Thì cái trái này có trái nè, nó dài là khoảng là hơn nửa mét nha các bạn, hơn nửa mét á. Còn đây là chú mình ổng treo cái bịch thuốc nè các bạn, để cho nó chống dạng như mấy con ong các bạn, với mấy con muỗi gì đó nó chích á. Thì mấy con ong mà nó hay chích vô cái trái này là cái trái này nó thúi liền các bạn. Và cái trái này là mà mình để giống á, thì khi mà nó chín á thì cái ruột nó sẽ là màu đỏ các bạn, nó rất là màu đỏ, ở trong nó màu đỏ, nó kiểu như ổ hoa của mình thôi, nhưng mà nó ăn nó hơi khác các bạn, vậy nó giòn giòn đó. Đây là cái vườn của chú mình các bạn ha, trồng của chú mình thì trồng rất là kỹ các bạn. Để mình quay xuống tận gốc cho các bạn xem nè. Thì chú mình ổng trồng cách khoảng tầm là 0,8 mét đến là 1 mét nha. Đó, các bạn xem nè. Đó. Ở
đây thì chú mình ổng trồng thêm mấy dây ấu qua rừng nữa các bạn, thêm mấy cây ớt nữa nè. Thì đất á, mà mình để chuẩn bị á, thì đất đất thịt nha các bạn ha. Còn ở những loại đất khác thì mình không biết nó có được hay không. Ở đây thì trồng bằng đất thịt các bạn. Đó, những dây ấu qua rừng nha các bạn ha. Đó, các bạn xem nè. Thì các bạn nào mà cần hạt thì gấp á, thì các bạn có thể lên Lazada hoặc Sen Đỏ các bạn mua thì nó vẫn có nha. Còn mà bạn muốn nó an toàn thì các bạn cứ liên hệ mình thì mình sẽ chia sẻ giống cho các bạn. Thì số điện thoại thì mình ở trong video mình có nè các bạn. Các bạn chỉ việc là liên hệ mình thôi. Đó. Rất là đã các bạn. Thì mình quay giữa trời nắng các bạn thì các bạn có thể là nhìn rõ nè. Và thấy chỉ có mình ở đây là trồng chỉ có 4 dây thôi mà trái rần rần hàng vậy đó. Thì giá thì mình chia sẻ cho các bạn là nó hữu nghị nha. Để các bạn xem nè. Vô là chỉ muốn xem thôi mà không muốn ra luôn các bạn. Đó. Cái bông nó màu trắng này các bạn, nhìn rất là đẹp. Cái dây nó cũng thon nữa. Để mình quay sơ cho các bạn xem ha. Thì cái ở đây mình có một trái nè, mình để giống này các bạn. Là cái trái nó bự nhất nha các bạn ha. Mình có buộc sợi dây màu đỏ nè để mình chia sẻ giống cho các bạn á. Thì thực chất cái này thì mình chỉ là dạng như mình bia giùm chú mình thôi, chứ mình là chuyên về cây cà pháo các bạn, và mình bán hạt giống cà pháo. Còn ở đây chú mình cần bán hạt giống này á, thì mình sẵn mình quay cho các bạn xem là cái thứ nhất, thứ hai nữa mình chia sẻ kinh nghiệm, và cái thứ ba nữa là mình bán hạt giống cho các bạn nào mà cần dùng á, cần mua á, để trồng á. Chứ hồi này thì trên mạng thì vẫn có, nhưng mà trên mạng thì đôi lúc thì nó bị mốc các bạn. Còn ở đây là mình để giống trực tiếp luôn, để mình quay cho các bạn xem á, rồi sẵn mình chia sẻ hạt giống cho các bạn ha, để cho các bạn là thích hơn, quay và cận cảnh cái giống cho các bạn xem luôn á. Thì cái trái để giống là mình sẽ buộc cái sợi dây màu đỏ, và những trái đó là phải bự và to bự á, thì mình mới để, chứ mà nhỏ nhỏ thì mình không có để các bạn. Đó, đây là tổng quan cái vườn các bạn, chỉ có 4 dây thôi mà nó bò cũng hết cái vườn luôn các bạn. Thì video mình kết thúc tại đây nha các bạn ha. Người bạn nào quan tâm thì hãy subscribe kênh mình nha. Thì còn đây là những cái hình ảnh mình đao trên mạng này cho các bạn xem nè. Thì nó cũng y chang cái vườn của mình thôi các bạn ha. Đây là loại mướp rắn nè. Còn đây là loại mướp ẩu qua tay thường các bạn. Đó. Thì ở đây mình có hai hạt giống á. Thì mình quay cho các bạn xem á. Thì cuối video rồi đó, thì các bạn nào xem thì hãy like cho mình một like để khích lệ tinh thần nha các bạn. Để mình có động lực mình quay cho các bạn những cái mô hình trồng cây khác cho các bạn cùng xem nha. Rồi mình mến chào tất cả các bạn.